Hello, Vlog và Đức Biết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Rất vui được gặp lại quý khán giả trong chương trình trò chuyện về bóng đá Việt Nam tối ngày hôm nay, ngày 12 tháng 3 năm 2024. Vào chiều ngày hôm nay, 4 trận đấu ở vòng 1/8 của Cúp Quốc gia đã diễn ra với những kết quả cũng không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn. Đầu tiên là ở trận đấu trên sân Phố Hiến, câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân đã đánh bại đội khách câu lạc bộ Đồng Nai với tỷ số là 2-1. Trên sân Thanh Hóa, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã đánh bại câu lạc bộ Phù Đổng Ninh Bình với tỷ số là 3-0. Ở trên sân Hàng Đẩy, câu lạc bộ Hà Nội đã đánh bại câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số là 2-1. Trong khi trận đấu diễn ra trên sân Lạch Tray, câu lạc bộ Hải Phòng cũng đã vượt qua câu lạc bộ Quảng Nam với tỷ số tương tự như trận đấu ở trên sân Hàng Đẩy là 2-1. Như vậy là sau 7 trận đấu chỉ biết hòa và thua thì thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm ở câu lạc bộ Hải Phòng cũng đã được tận hưởng cái niềm vui chiến thắng. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một trận đấu ở Cúp Quốc gia, còn với sân chơi V-League thì thầy trò anh Chu Đình Nghiêm sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Khi mà vào cuối tháng này thì Hải Phòng FC sẽ bước vào hàng loạt các cái trận đấu rất là khó khăn ở giai đoạn lượt về của V-League 2023-2024. Vào ngày mai thì sẽ có một loạt các trận đấu ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia diễn ra tiếp theo. Ở trên sân Long An thì câu lạc bộ BKM Bình Dương sẽ làm khách trên sân Long An của thầy trò huấn luyện viên Ngô Quang Sang. Đây sẽ là một trận đấu rất là hay, hấp dẫn và thú vị. Chúng ta sẽ cùng chờ xem là các học trò của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức, đặc biệt là hai cầu thủ chuẩn bị lên hội quân với đội tuyển Việt Nam, đó là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và hậu vệ Võ Minh Trọng, sẽ thể hiện như thế nào trong màu áo của câu lạc bộ BKM Bình Dương ở trận đấu tại vòng 1/8 của Cúp Quốc gia. Trận đấu này thì FPT Play cùng với TV360 sẽ trực tiếp vào lúc 17 giờ. Còn vào lúc 18 giờ trên sân Vinh sẽ là cuộc so tài giữa câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. FPT Play cùng với TV360 sẽ trực tiếp trận đấu này. Cũng vào lúc 18 giờ trên sân Quy Nhơn, câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định sẽ gặp câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định. HTV Thể thao, FPT Play cùng với TV360 sẽ trực tiếp trận đấu này. Còn vào lúc 19:15 trên sân vận động Hàng Đẩy, câu lạc bộ Thể Công Viettel sẽ đối đầu với câu lạc bộ Công an Hà Nội. FPT Play cùng với TV360 sẽ trực tiếp trận đấu này. Cả 4 trận đấu có thể nói là rất hay, rất hấp dẫn, đặc biệt là cuộc đối đầu muộn vào lúc 19:15 giữa Thể Công Viettel và Công an Hà Nội. Mới chỉ cách đây vài ngày thì cả hai đội đã có một trận đấu tại sân chơi V-League và Thể Công Viettel đã giành một chiến thắng có thể nói là nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn khi mà giành thắng lợi với tỷ số rất là đậm là 3-0 trước chính Công an Hà Nội. Và vì vậy mà ở trận đấu vào ngày mai thì huấn luyện viên Katisak chắc chắn là sẽ cố gắng giúp cho các học trò của mình là giành được cái kết quả tốt khi đối đầu, khi tái ngộ với Thể Công Viettel. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem là đội bóng sẽ thể hiện như thế nào. Nhất là ở cái thời điểm hiện tại thì đang có một cái thông tin khiến cho rất là nhiều người hâm mộ, đặc biệt là của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai rất là quan tâm, là có phải là câu lạc bộ Công an Hà Nội họ lấy cầu thủ Sầm Ngọc Đức từ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh về và chuyển cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai mượn hay không. Tuy nhiên là theo như thông tin mà mình biết được thì huấn luyện viên Vũ Tiến Thành trong cái phần trả lời họp báo vào chiều ngày hôm nay, trả lời báo chí vào chiều ngày hôm nay, thì anh Vũ Tiến Thành đã khẳng định là câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ không tăng cường thêm bất kỳ một cầu thủ nào nữa. Bởi vì theo như đánh giá của anh Vũ Tiến Thành thì về tình hình lực lượng của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã ổn định và không có chuyện là Hoàng Anh Gia Lai sẽ mượn Sầm Ngọc Đức. Lý do Sầm Ngọc Đức trở về câu lạc bộ Công an Hà Nội là theo như đề nghị của huấn luyện viên Katisak để tăng cường cái chất lượng cho tuyến tiền vệ của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Xin được chia sẻ với quý khán giả cái thông tin này. Vào ngày mai thì đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào cái phần tập luyện. Sáng ngày mai, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ gửi đến cho giới truyền thông thông tin chi tiết về cái lịch tập của đội tuyển Việt Nam trong những ngày tại Trung tâm đào tạo trẻ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, nơi mà thầy trò huấn luyện viên Philippe Thuse sẽ rèn quân để chuẩn bị sang Indonesia vào ngày 19 tháng 3 tới, nhằm chuẩn bị cho chuyến làm khách gặp đội chủ nhà trên sân Gelora Bung Karno sẽ diễn ra vào lúc 20:30 ngày 21 tháng 3.
đây sẽ là một cái trận đấu được dự báo là rất khó khăn. Và chính vì vậy mà ngay lúc này đây thì huấn luyện viên Philippe Thuchet đòi hỏi các cầu thủ cần phải có cái sự tập trung sẵn sàng cao độ nhất khi bước vào cái giai đoạn tập luyện chuẩn bị cho hai cái trận đấu quan trọng vào ngày 21 tháng 3 và ngày 26 tháng 3 tới đây. Vlog Madrid Pit cũng đã nhờ cộng tác viên của mình ở Hà Nội, bạn ấy sẽ phụ trách vào cái phần ghi hình, và sau khi có những cái hình ảnh thì mình cũng sẽ lên sóng để chia sẻ đến cho quý khán giả trong các cái chương trình livestream vào ngày mai. Vlog Madrid Pit rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả dành cho chương trình của Dũng và Tối ngày hôm nay, và nếu yêu thích thì cả nhà có thể cho Dũng xin một like, share và subscribe cho kênh nếu như là chưa đăng ký theo dõi. Xin được cảm ơn Lop Manto luôn đồng hành cùng Vlog Madrid Pit trong các chương trình tác nghiệp về bóng đá Việt Nam. Bây giờ thì xin mời cả nhà chúng ta đến với phần tương tác luôn ạ. Tặng ngay đi lấy lộc xinh xỉu khi mua 4 lốc sữa Lop Manto. Nhanh lên, số lượng có hạn. Xin được gửi lời chào đến bạn Cao Đăng Quỳnh. Xin chào bạn Huỳnh Đức Lợi. Xin chào Kim Mây. Anh chúc Kim Mây và gia đình thật nhiều sức khỏe. Xin chào bạn Nguyễn Văn Đại, bạn Minh Sang TF. Dạ, khi nào Hoàng Anh Gia Lai hội quân trở lại ạ? Hoàng Anh Gia Lai là thứ năm này. Hôm nay là ngày mấy ta? Hôm nay là mới thứ ba đúng không? Ngày thứ năm thì Hoàng Anh Gia Lai sẽ hội quân. Xin chào bạn Thái CAD. Xin cảm ơn lời chúc của bạn. Bạn Huy Nguyễn, bạn Hoa Lily Tươi Đà Lạt. Xin chào bạn Nga Trần. Em nghe nói là Văn Lâm về Hà Nội hả anh? Đây là một cái thông tin được đồn đoán trong những ngày vừa qua. Và hôm vừa rồi thì mình có thấy một người Anh làm trong nghề, đây là một phóng viên mà rất là thân thiết với Đặng Văn Lâm, thì cũng lên thông tin để bác bỏ cái chuyện là Văn Lâm chuyển đến câu lạc bộ Hà Nội. Tuy nhiên là nói thiệt với quý khán giả là lúc này thì vẫn đang trong cái thời điểm mà thị trường chuyển nhượng đang diễn ra, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Xin chào bạn Võ Bá Hoàng. Hello anh, chúc anh buổi tối vui vẻ. Tiếng giữa mình dùng Đức Chiến, Hùng Dũng, Hoàng Đức, thì Indo có dùng Hubner hay Hubnit gì cũng chả sợ. Mong ông Thuchet đừng dùng Tuấn Tài, Minh Trọng là có cơ hội. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Võ Bá Hoàng. Xin chào bạn Nguyễn Bảo Nam. Chúc anh buổi tối vui vẻ. Mong Hoàng Anh Gia Lai mượn được Sầm Ngọc Đức, tăng cường tiền vệ, phòng ngự có thể lực tốt như Đức là rất ok nè. Anh Vũ Tiến Thành đã bác bỏ thông tin này rồi. Xin được chia sẻ với bạn Nguyễn Bảo Nam. Và như vậy là đúng với những thông tin mà anh Trần Tiến Đại cũng đã chia sẻ cho mình, thì là câu lạc bộ Công an Hà Nội họ sẽ lấy Sầm Ngọc Đức về theo yêu cầu của huấn luyện viên Katisak. Xin chào bạn Lâm Phan. Cơ hội của đội tuyển Việt Nam là bao nhiêu phần trăm bị Dũng? Chúc buổi tối vui vẻ. Dạ, với tư cách là một cổ động viên thì Dũng luôn mong chờ đội tuyển Việt Nam sẽ có được thành tích tốt, kể cả yêu thích hay là không yêu thích, ưa hay là ghét huấn luyện viên Philippe Thuchet, thì cái câu chuyện cuối cùng vẫn là màu cờ sắc áo. Và đặc biệt là nếu đội tuyển Việt Nam mà có mặt ở vòng loại thứ 3 FIFA World Cup thì những cái khoảng thời gian tới đây mới là cái thời điểm mà mình có được cái cơ hội để tác nghiệp nhiều những cái trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam. Chứ nếu không thì có lẽ là từ nay cho đến năm 2026 đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ tham dự một số những cái trận đấu giao hữu, hoặc là ở cấp độ AFF Cup, ASEAN Cup á, thì nói thiệt là rất là chán. Bây giờ khi mà bóng đá Việt Nam đã trải qua 5 năm thành công rồi, thì đã được tham dự nhiều cái trận đấu đỉnh cao của bóng đá châu lục rồi, thì việc mà phải về chơi ở ao làng mà không được tham dự vào cái ngày hội ở vòng loại thứ 3 FIFA World Cup sẽ là một điều rất là buồn, rất là đáng tiếc. Và với cá nhân của Dũng cũng như là tất cả các anh em bên truyền thông thì đều không mong muốn cái điều này nó sẽ xảy ra. Xin chào bạn Ngô Thanh Trang. Xin chào bạn Nguyễn Thị Khánh Huyền. Lực lượng của Indo hiện tại Việt Nam khó có điểm, chưa nói đến thắng. Hy vọng liên đoàn bổ sung thêm các cầu thủ Việt Kiều có thể hình và thể lực bổ sung cho đội tuyển quốc gia. Câu chuyện này hoàn toàn là không khả thi. Thứ nhất là các cầu thủ Việt Kiều có trình độ chuyên môn cũng ở mức làng nhàng. Những cầu thủ được quảng cáo, được quảng bá rất nhiều từ trước đến nay chúng ta cũng đã thấy. Tuy nhiên là khi họ về nước thì thực sự chỉ để lại cái sự thất vọng mà thôi. Không có nhiều cầu thủ thực sự là chất lượng. Những cầu thủ mà coi trên YouTube thì có vẻ rất hay, nhưng về Việt Nam thì lại không thi đấu được. Điều đó nó khiến cho cái việc mà tìm kiếm những cái cầu thủ Việt Kiều không phải là
quá giỏi thì chắc chắn là cũng chẳng thể tốt hơn cho đội tuyển Việt Nam được. Cho đến thời điểm hiện tại thì có một cái chi tiết rất là đáng chú ý là ngoại trừ Lý Nguyễn là cầu thủ Việt Kiều đẳng cấp nhất của bóng đá Việt Nam từng thi đấu ở sân chơi bóng đá Việt Nam chúng ta, V-League, thì còn lại những cầu thủ Việt Kiều khác mà về Việt Nam để thi đấu thì những người hay lại chỉ nằm ở cái vị trí thủ môn, trong khi là hậu vệ thì Ariano Smith cũng ở dạng bình thường, tạm gọi là khá hơn so với nhiều cầu thủ Việt Kiều khác mà thôi. Còn lại thì từ vị trí tiền vệ cho đến tiền đạo thì thực sự là cũng không có ai để lại được ấn tượng cả. Xin chào bạn Lê Quang Truyền, bạn Lê Phúc Thịnh. Mình linh cảm Việt Nam sẽ thắng Indo 2-1 trên sân Indonesia và có bạo loạn xảy ra ở đội tuyển của nước này. Với đội tuyển của nước này, Dũng nghĩ rằng là cái vấn đề về bạo loạn ở trên sân thì sẽ không xảy ra. Bởi vì sau hàng loạt những cái biến cố thì Indonesia họ liên tục phải đối mặt với cái án phạt từ FIFA. Và đây là điều mà họ rất cẩn trọng trong cái khoảng thời gian tổ chức các cái sân chơi, các cái ngày hội bóng đá thời gian vừa rồi. Và với cái việc mà lực lượng an ninh họ làm rất là rắn mặt thì chắc chắn là sẽ không xảy ra cái câu chuyện đó. Ở thời điểm hiện tại là sẽ không xảy ra cái câu chuyện đó. Còn về cái vấn đề ở nội bộ của đội bóng Indonesia, nếu trong trường hợp là thua đội tuyển Việt Nam trên sân Gelora Bung Karno thì cái chuyện đó là bình thường. Nó hoàn toàn có thể xảy ra cho bất kỳ một đội bóng nào nếu như là không đạt được cái thành tích tốt. Xin chào bạn Võ Thành Quân, bạn Minh Đức Quảng Bình. Chào anh Dũng, cho em hỏi là ngoại binh Việt Nam có về nước hội quân không? Anh cũng không thể trả lời được một câu hỏi mà anh cũng không hiểu là em đang định hỏi cái gì luôn. Xin chào bạn Phùng Văn Văn. Dũng nay live muộn thế, chúc Dũng nhiều sức khỏe, chuẩn bị lên đường đi Indonesia thôi. Dạ, xin cảm ơn chia sẻ của anh Phùng Văn Văn ạ. Con chào chú Đặng Văn Năm ạ. Bạn Game Vlog, ai thay thế Tuấn Anh ở Hoàng Anh Gia Lai vậy anh? Thực tế thì Tuấn Anh cũng đã gặp chấn thương sau cái trận đấu với câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở Hà Tĩnh tại vòng 9 của V-League. Và sau đó vòng 10, vòng 11, vòng 12 là ba vòng đấu liên tiếp mà Tuấn Anh vắng mặt. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành thì sử dụng luân phiên các tiền vệ. Tuy nhiên là một tiền vệ mà được sử dụng tất cả các trận đấu đó là Thanh Sơn thì bạn ấy đã thể hiện tương đối là tốt. Còn lại thì Đức Việt cũng được thay ra thay vô đó, thì các cái sự lựa chọn như vậy. Còn tất nhiên là những vị trí còn lại thì các bạn cũng biết rồi, vẫn là Châu Ngọc Quang và Trần Minh Vương. Thậm chí là Dụng Quang Nho thì được đẩy lên đá vai trò là tiền vệ trụ để đá cặp cùng với Thanh Sơn, thì nó cũng tạo ra một cái sự ổn định, sự chắc chắn cho hàng phòng ngự của Hoàng Gia Lai. Nói thiệt là mình cũng không ngạc nhiên khi mà anh Vũ Tiến Thành, anh ấy vừa mới trả lời về việc là không lấy Sâm Ngọc Đức. Bởi vì thực tế thì trong cái lần mà ngồi nói chuyện với mình ở Nha Trang thì anh Thành anh ấy đã úp mở về cái chuyện là anh ấy nhận ra cái sự tiến bộ từng ngày của các cầu thủ mà trước đó thì phải thường xuyên ngồi dự bị ở Hoàng Gia Lai nhiều. Thì anh ấy cho các bạn ấy vào đá và anh ấy khẳng định rằng là anh ấy thấy cái tiềm năng tiến bộ của các cầu thủ đó. Cho nên anh ấy nói là có lẽ là cũng chỉ lấy vài cầu thủ ở những cái vị trí mà bị khuyết thôi để mà tăng cường cái chất lượng cho cái hàng phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai thôi. Anh ấy nói là bây giờ Hoàng Anh Gia Lai đá theo cái hình thức là cố gắng đá để không thua đó, thì các đối thủ rất là khó để ăn được Hoàng Anh Gia Lai. Cho nên là anh ấy nói với mình là yên tâm đi, cái chuyện trụ hạng với anh là không có khó. Anh nói thiệt với mày luôn là cái V-League này anh quá rành rồi nên là không có sợ. Anh đảm bảo là Hoàng Anh Gia Lai sẽ trụ hạng. Cái vấn đề là bây giờ chỉ có gia cố phòng ngự thôi. Còn cái chuyện là gặp những đối thủ, cứ xác định là gặp mà đội bóng mạnh á, là đá thế nào để không thua họ. Còn gặp những đội trung bình và yếu hơn á, thì sẽ cố gắng để tận dụng tìm kiếm 3 điểm để mà trụ hạng. Thì đến bây giờ khi mà anh ấy trả lời báo chí vào chiều ngày hôm nay thì anh ấy đã khẳng định lại một lần nữa là cái câu chuyện về Sầm Ngọc Đức là không có, Hoàng Anh Gia Lai không mượn Sầm Ngọc Đức. Thứ hai nữa là các cái vị trí bổ sung như là Quang Thịnh mới về nè, Pereira là
ngoại binh thứ hai đá cặp cùng với Zairo nè, thì anh ấy cảm thấy rằng là như vậy là đã yên tâm rồi. Cái bây giờ cái quyết định cuối cùng đó là trước ngày 23 tháng 3 tới đây thì Hoàng Anh Gia Lai có thay đổi lại cái tiền đạo hay không thôi. Giao thì có hai trận đấu để thể hiện. Trước đó thì John Clay cũng đã có cái quãng thời gian thi đấu cho Hoàng Gia Lai từ vòng 5 cho đến bây giờ. Tuy nhiên là John Clay thì cũng mới chỉ có một bàn thắng. Giao đá hai trận thì cũng có một bàn thắng. Vậy thì sự lựa chọn cuối cùng ở anh Vũ Tiến Thành sẽ là cầu thủ nào thì chúng ta sẽ cùng chờ xem. Tại vì Hoàng Anh Gia Lai vẫn được phép thay thêm một lần ngoại binh nữa, với tối đa cũng chỉ có một ngoại binh nữa mà thôi. Cho nên là rất có thể là sau khi mà trung vệ cao 1m95 là Pereira đã thi đấu khá là ăn ý với hàng phòng ngự của Hoàng Gia Lai, thì anh Thành sẽ ổn định luôn hai cái vị trí Pereira và Zairo. Quang Thịnh sẽ là phương án dự phòng trong trường hợp một trong hai cầu thủ này dính thẻ phạt hoặc là bị chấn thương thì Quang Thịnh sẽ vào để thay thế. Đó, anh ấy tính đến cái phương án đó rồi. Như vậy thì chỉ có cái vị trí ở hàng tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai mà thôi. Xin chào anh Khoa Trần, bạn Trương Thuận. Xin chào bạn Lê Minh Phong. Chào Dũng, đội hình tuyển Việt Nam đá với Indo theo ý kiến cá nhân của Dũng là gì vậy? Dũng thì Dũng nghĩ rằng là sẽ là một lực lượng được đánh giá là rất mạnh ở thời điểm hiện tại. Nguyễn Philip sẽ bắt gôn, hai trung vệ có thể là ông sẽ ưu tiên lựa chọn, đó là Bùi Hoàng Việt Anh và Đỗ Duy Mạnh. Ở hai biên có sẽ là Võ Minh Trọng và bên kia là Vũ Văn Thanh, theo như nhận định của mình thôi nha, đây là cái nhận định của mình. Còn ở tuyến trên thì dĩ nhiên là Thái Sơn và Hùng Dũng sẽ là hai tiền vệ trung tâm. Hai biên có thể sẽ là Phạm Xuân Mạnh và một bên còn lại có thể là Quang Hải, và ở tuyến trên nữa có thể là Văn Toàn và Hoàng Đức, hoặc là Hoàng Đức và Tiến Linh. Mình nghĩ là như vậy thôi. Công Phượng và có thể là Công Phượng có thể là sẽ là một phương án dự bị hoặc là một phương án dự phòng thôi, chứ mình nghĩ rằng là ở cái trận đấu đầu tiên với Indonesia trên sân Bung Karno thì Phượng chưa được huấn luyện viên Philip Chuse trao cho cơ hội đá chính. Đây là cái suy nghĩ của Dũng thôi ạ, chứ nói thiệt là cần xem tập luyện chuẩn bị như thế nào nữa. Mà ngay cả tập luyện chuẩn bị thì cái lúc mà tập chuyên môn thì ông Chuse cũng sẽ không cho báo chí. Lúc này đây thì Dũng đang nghe thông tin về việc là sau khi mà sang Indonesia thì ngoại trừ 15 phút cho báo chí tác nghiệp theo đúng cái quy định điều lệ của các cái trận đấu quốc tế, đó là cái buổi tập làm quen với sân thi đấu, thì cả hai đội tuyển bắt buộc phải cho báo chí vào để quay chụp 15 phút. Còn lại thì sau đó là về. Thì riêng cái buổi tập ngày 20 đó thì theo quy định thì phải cho báo chí vô. Còn cái buổi tập vào ngày 19 mình cũng nghe nói là sẽ không cho truyền thông được phép tác nghiệp. Xin chào bạn Đặng Xuân Vây. Chúc Dũng dồi dào sức khỏe, có nhiều thông tin chuẩn và chính xác. Dạ, Dũng xin cảm ơn anh Đặng Xuân Vây ạ. Xin chào bạn Thanh Thanh. Cho hỏi Dũng, Duy Mạnh, Văn Lâm, Văn Hậu đứng cao bằng nhau đúng không? Văn Lâm cao nhất, Đoàn Văn Hậu cao thứ hai, còn Duy Mạnh thì thấp hơn. Duy Mạnh là 1m81 thì phải, 1m80, 1m81. Còn Đoàn Văn Hậu là 1m85, còn Đặng Văn Lâm là 1m88 hay 1m89 cơ. Văn Lâm thì rất là cao, nếu mà đứng ở ngoài thấy cao khủng khiếp. Xin chào bạn Đặng Hùng. Câu lạc bộ Công an Hà Nội lấy lại thủ môn Lê Giang đúng không anh Dũng ơi? Cái thông tin này ngày hôm qua mình cũng đã update rồi mà. Là không có chuyện là Công an Hà Nội lấy lại thủ môn Lê Giang. Lê Giang ở với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Cái thông tin này ngay tối hôm qua mình cũng đã chia sẻ rồi trong các cái chương trình rồi. Trưa hôm qua, tối hôm qua mình đều có nhắc đi nhắc lại cái câu chuyện là Patrick Lê Giang sẽ ở lại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Sầm Ngọc Đức thì về câu lạc bộ Công an Hà Nội. Và ngày hôm nay, lúc này đây thì mình đã có thêm cái khẳng định chắc chắn từ anh Vũ Tiến Thành là không lấy Sầm Ngọc Đức. Và câu lạc bộ Công an Hà Nội thì ngày hôm qua anh Trần Tiến Đại cũng đã nói là anh Zico là muốn lấy Sầm Ngọc Đức về.
thì có lẽ là anh Zico anh cảm thấy rằng là cái vị trí tiền vệ trung tâm của câu lạc bộ Công an Hà Nội chưa an tâm, và anh ấy thấy được cái sự cơ động của Sầm Ngọc Đức nên anh ấy khoái, anh ấy lấy về để mà tăng cường thêm cái chất lượng cho cái tuyến giữa của Công an Hà Nội. Xin chào bạn Cường Nguyễn. Dũng có thể mua giúp anh vài vé xem trận đấu Việt Nam với Indo trận lượt về được không? Dạ, anh Cường liên hệ với Dũng qua số điện thoại của Dũng á, 0909 608 754. Tại vì cái đợt đó thì em sẽ mua vé cho đoàn du lịch của em luôn. Nên là nếu nếu mà mua thêm được em sẽ trả lời luôn, tại vì em liên lạc với liên đoàn. Mà thường thì em sẽ mua được. Anh Cường cứ nhắn cho em qua số điện thoại của em ạ, 0909 608 754 ạ. Xin chào bạn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, chào Dũng, em nhận xét thế nào về pha ngã trong vòng cấm của Quảng Nam của của Quang Nam hay là của Quảng Nam ạ? Em không rõ. Lúc nãy thì em chỉ xem 15 phút cuối của cái trận đấu giữa Hải Phòng với câu lạc bộ Quảng Nam, thì cái lúc đó là tỷ số nó đã là 2-1 rồi. Và em chỉ thấy là hai đội chơi ăn miếng trả miếng với nhau, và em xem cái bàn thắng thứ ba của Hải Phòng nhưng mà bị từ chối vì việt vị. Em coi được 15 phút cuối của cái trận đó, em coi được 15 phút ở cuối hiệp 1 của trận Hà Nội với câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nữa. Trước đó thì em coi cái trận đấu giữa câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa với Phù Đổng, thấy 3-0 xong là em cũng chuyển kênh em xem thời sự luôn. Xin chào bạn Trương Thuận, cho hỏi là ba ngoại binh của Hoàng Anh Gia Lai đá có ổn không? Zairo thì đá từ đầu mùa, bạn ấy luôn đá ổn. Tuy nhiên là những cái khoảng thời gian nghỉ như thế này là cực kỳ quan trọng đối với Zairo, bởi vì bạn ấy bị đau. Và thực tế mà nói thì trong khoảng thời gian vừa qua, chính xác là từ cái trận đấu ở trên cái trận đấu mà trước cái trận gặp Hà Nội FC ấy, trước Hà Nội FC là vòng 7 V-League ấy, là Zairo bị chấn thương, bạn ấy chạy và bị đau ở cái cổ chân. Từ đó đến nay bạn ấy chích thuốc liên tục để nén đau và thi đấu. Có những cái tuần được nghỉ rất là quý với bạn ấy vì dưỡng chân và đỡ hơn, nhưng mà khi đá nhiều thì lại đau lại, rồi lại phải chích thuốc để giảm đau để thi đấu tiếp. Cho nên là ba cái tuần này là cái giai đoạn cực kỳ quan trọng với Zairo, trung vệ của Hoàng Anh Gia Lai. Anh Thành sẽ cho bạn ấy được dưỡng chân rất là nhiều. Người thứ hai đó là Parreira, thì là Parreira là mới được đăng ký bổ sung thôi và mới đá có hai trận gần đây. Người mà để bóng chạm tay và dẫn đến cái tình huống penalty cho Đông Á Thanh Hóa, nhưng mà trận đó thì Hoàng Anh Gia Lai cũng giành chiến thắng với tỷ số là 2-1. Thì Parreira đang thích nghi rất là nhanh, và khi chơi phòng ngự bạn ấy đá, bạn ấy không chiến một cách rất là tự tin. Thì bây giờ Hoàng Anh Gia Lai họ cũng chỉ trông chờ vào hai cái vị trí phòng ngự cao như cây sào này thôi, bởi vì Hoàng Anh Gia Lai rất là sợ bóng bổng, nhưng mà bây giờ có hai bạn cao như thế thì không còn sợ bóng bổng nữa, thì yên tâm rồi. Còn ở phía trên thì Joao á, bạn tiền đạo mới được tăng cường á, người Brazil, thì cái trận đầu bạn ấy ghi một cái bàn thắng rất là quan trọng vào lưới của Đông Á Thanh Hóa. Nhưng mà đến cái trận vừa rồi thì bạn ấy lại bỏ lỡ một cái tình huống cũng rất là ngon ăn khi mà đối mặt với thủ môn Patrick Lejean của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà bạn ấy sút quá nhẹ. Thì đó có thể là một cái điểm trừ của Joao. Trong khi là một cầu thủ khác đó là John Clay, là người mà đá từ cái vòng 4 của V-League cho đến vòng vòng 11, hết vòng 10 đến vòng 11 thì bạn ấy bị gạch tên và ngồi chờ, trong cái thời điểm này là đang chờ. Biết đâu là anh Vũ Tiến Thành nó sẽ có thay đổi như thế nào đó, thì cái này cũng phải chờ thôi. Cái quyết định cuối cùng là từ anh Vũ Tiến Thành thôi. Nếu anh ấy cảm thấy rằng là tiền đạo nào tốt hơn cho đội anh ấy chọn thì sẽ phải tôn trọng cái quyết định của anh ấy, thì chúng ta cùng chờ đến trước ngày 23 tháng 3, tức là ngày 23 tháng 3 này, 11 ngày nữa là sẽ chính thức là chốt lại danh sách của các câu lạc bộ luôn. 14 câu lạc bộ ở V-League chuyển nhượng là phải trước cái ngày này xong xuôi là đăng ký lại cầu thủ cho công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF.
Thì đó, em đưa ra hai cái đánh giá, ba cái đánh giá về ngoại binh như vậy. Xin cảm ơn câu hỏi của anh Trương Thuận ạ. Xin chào bạn Võ Bá Hoàng, em thích cái cách anh Dũng nói về việc chuyển nhượng, nói đến đâu dẫn chứng người cung cấp thông tin đến đó, chứ không nói theo kiểu tin đồn hay suy diễn. Điều đó làm nên sự khác biệt của anh Dũng. Xin cảm ơn bạn Võ Bá Hoàng. Tại vì nói bừa và nói bậy, đi ra sân cầu thủ nó đè mình ra, nó chửi mình, huấn luyện viên người ta ra người ta chửi mình, mấy ông bầu ra chửi mình nữa. Lúc đó mình chui xuống cái lỗ nào để núp được, đúng không ạ? Biết thì nói, không biết chém gió, mai mốt ra gặp chỉ mình nó chửi ngay trên sân rồi, lúc đó hàng ngàn khán giả, hàng ngàn con mắt đổ vô, lúc đó mình biết chui đi cái lỗ nào nữa. Xin chào bạn Lê Hùng, mai nhớ qua khán đài B nha anh, em ngồi bên đấy. Bạn Lê Hùng ngồi bên khán đài B của sân Long An hả? Sao không ngồi luôn cái A? Không biết là quý khán giả xem cúp quốc gia ngày hôm nay mọi người suy nghĩ như thế nào, các sân vắng tanh như chùa Bà Đanh luôn. Đúng là giải đấu thực sự có lẽ là chỉ hot khi vào tới bán kết thì phải. Một cái giải đấu mà luôn bị người yêu bóng đá cũng như là ngay cả bản thân nhiều cầu thủ thường hay nói, cái giải bóng đá hạng 2 để nói về cái cúp quốc gia. Thực sự là sân vắng quá. Sân Hải Phòng, cổ động viên Hải Phòng vốn rất là máu lửa, và khi mà trải qua cái chuỗi mà 7 trận không thắng, toàn hòa và thua đó thì khán giả đã nản rồi. Gặp thêm cái cúp quốc gia này nữa, ngày hôm nay chưa được tới 1.000 khán giả ở khu đất khán đài B. Cộng tác viên của mình, em Nhật Minh ở sân có quay cho mình một cái đoạn clip, mình xem xong mình bảo cái gì mà khán giả gì mà đếm được luôn vậy. Đếm được, tức là phải cả nhà phải tưởng tượng là đếm được ra số lượng khán giả thì có lẽ là nó quá ít đi. Thường thì ví dụ mà đông quá thì mình không đếm được, đây có thể đếm được. Xin chào bạn Văn Trương. Gọi các cựu binh nhưng có cho cựu binh đá đúng sở trường không, hay theo triết lý của thầy là kiểm soát bóng? Nhưng có sức khỏe đâu mà kiểm soát cơ chứ? Chắc chắn là phải theo triết lý. Nói gì thì nói, nếu lên mà không đáp ứng được thì lại về. Lại về. Lúc này đây thì trên danh sách mà quý khán giả đang nhìn ở trên màn hình thì toàn là rất là nhiều cựu binh rồi. Cầu thủ trẻ bây giờ cũng số lượng cũng ít hơn rất là nhiều. Cũng ít hơn nhiều rồi. Cho nên là bây giờ mà đi về thì cũng là cựu binh, mà ở lại thì cũng vẫn là cựu binh thôi. Thời thầy Park bây giờ nhìn trong danh sách này là 2/3 rồi. Đông rồi. Nhưng mà phải theo được cái triết lý của thầy. Nói tóm lại là kiểu gì thì cũng phải ráng mà theo. Ráng theo thì mới được đá. Mới được đá thì tương lai được đá nhiều hơn. Thứ hai nữa là vẫn giữ được cái mác đội tuyển, chứ bây giờ về rồi lần sau không được gọi lên á, mất cái mác đội tuyển á, đến lúc mà đàm phán chuyển nhượng á, chuyển câu lạc bộ này câu lạc bộ kia là cầu thủ bị lỗ lắm. Lỗ ở đây tức là bị mất cái giá trị trong chuyển nhượng đi, cầu thủ họ rất là sợ cái này. Khi mà đàm phán chuyển nhượng bao giờ cũng vậy, cái yếu tố được đề cao và được nâng giá chuyển nhượng lên trong giới cầu thủ bóng đá Việt Nam chính là cái yếu tố khoác áo đội tuyển quốc gia. Được khoác áo đội tuyển quốc gia mà lại còn đang là đương kim đội tuyển quốc gia nữa thì cái giá trị chuyển nhượng kiểu gì cũng được cộng tiền nhiều. Chẳng hạn như, ủa em đang đá ở đội tuyển nè, đó, năm nay em phải được cộng 1 tỷ. Ví dụ hợp đồng 3 tỷ mùa đi, nhưng mà em đã đang là đội tuyển, em đang tuyển thủ, em phải 4 tỷ em mới đá. Đó, vậy đó. Đàm phán được. Cái đây là cái một trong những cái đàm phán được. Và nó là thực tế trong chuyển nhượng cầu thủ Việt Nam mình luôn. Cho nên là mất cái giá trị ở đội tuyển là mất 1 tỷ như chơi, 3 năm 3 tỷ trời, mua được căn chung cư chứ ít gì. Xin chào bạn Hà Tĩnh mình ơi, bạn Nguyễn Văn Nam, chào em Dũng. Em tin ngày 21 tháng 3 tới đội tuyển Việt Nam sẽ cầm hòa được Indo đấy. Em xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Nam ạ, em cũng mong là như vậy. Xin chào bạn Văn Quý, bạn Như Mì siêu quậy. Như Mì mà siêu quậy ạ. Xin chào bạn anh Hoàng Anh ạ, hôm nay Dũng lên muộn mới được xem nè, chúc em nhiều sức khỏe. Em cảm ơn anh Hoàng Anh ạ, giờ này anh mới đi về ạ. Em cảm ơn anh Hoàng Anh ạ, hy vọng là bữa nào sắp xếp thời gian làm một chuyến du lịch với em đi chứ ạ. Trời ơi, đam mê bóng đá lắm mà không đi gì hết, ham công tiếc việc quá. Hello anh Huy Quách, trời hai anh luôn. Anh Huy Quách, LX Long Xuyên, một thành viên trong đoàn du lịch vừa rồi đi cùng với mình, và anh Huy cũng đã có dịp
gặp gỡ Bầu Đức và huấn luyện viên Park Hang-seo luôn, rồi được thưởng thức một trận đấu của Hoàng Anh Gia Lai, một trận đấu mang về cái chiến thắng cho thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Và phải nói là cái cảm xúc quá là tuyệt vời, quá là vui luôn. Một cái chuyến đi mà như anh Huy cũng như là các cô trong đoàn đã nhận xét là gần như là mỹ mãn, ngoại trừ cái việc là bị delay máy bay cả ngày trời thôi. Đẳng cấp đội bóng lớn là luôn chiếm ưu thế ở cúp quốc gia. Dạ đúng rồi. Với lại cái tham vọng nữa anh ạ. Anh để ý rồi, những cái đội nào mà họ, thứ nhất là họ có tham vọng cao, thứ hai là họ phải có tài chính tốt thì họ mới mơ đua ở cúp quốc gia. Xin chào bạn Vinh Nguyễn, bạn Nguyễn Quân, chào Dũng, chúc Dũng mạnh khỏe, mang nhiều tin tức thể thao đến cho người hâm mộ. Xin chào bạn Mạc Dương, Dũng thử dự đoán đội hình của đội tuyển Việt Nam mình gặp Indo. Dạ, lúc nãy thì Dũng có đưa ra dự đoán luôn ở phía trên cho một cái câu hỏi của bạn ở phía trên rồi đó. Với thủ môn thì Dũng nghĩ rằng đó sẽ là Philip Nguyễn, cặp trung vệ thì có thể là Bùi Hoàng Việt Anh và Duy Mạnh, ở hai biên thì là Võ Minh Trọng là đương nhiên là sự lựa chọn rồi. Ở bên còn lại có thể là Vũ Văn Thanh. Còn ở tuyến trên thì hai tiền vệ trung tâm thì Dũng nghiêng về khả năng là Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Thái Sơn. Hai biên thì có thể là Phạm Xuân Mạnh và Nguyễn Quang Hải. Ở hàng tấn công, hai cầu thủ cao nhất thì là Nguyễn Hoàng Đức và có thể là Tiến Linh. Cũng có thể là Quang Hải và Hoàng Đức, mà cũng có thể là Công Phượng và Hoàng Đức, kiểu vậy. Dũng nghĩ như vậy thôi nha cả nhà. Chứ còn chính xác thì Dũng không có đủ cái đẳng cấp và chuyên môn để mà đưa ra cái nhận định chính xác đâu ạ. Xin chào bạn Long Kiều, chỉ cần không dùng tiếng Anh Khuất Văn Khang, Thái Sơn, Phan Tuấn Tài thì Indonesia không có tuổi gì. Xin chào bạn Lê Tường Sơn. Bạn Nguyễn Phương, nếu không lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup, Việt Nam còn tranh 6 suất còn lại của vòng loại cuối cùng ASEAN Cup, Asian Cup chứ, 2027. Vòng loại này dành cho 18 đội ở vòng loại thứ 2, tranh 6 suất đó anh. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Nguyễn Phương. Xin chào bạn Lê Minh Phong, Hoàng Anh Gia Lai đã chốt ngoại binh chưa Dũng? Dạ chưa. Thực ra thì do cái thời gian nó còn rất là dài, từ nay cho đến ngày 23 là còn 11 ngày nữa. Ngày thứ 5 này thì đội sẽ tập luyện. Và trong quá trình mà tập luyện á, là cái mà thời điểm mà không ai nói trước được cái điều gì. Cho nên là cứ tập đến ngày 23 tính tiếp, đúng sát ngày, hoặc là đến ngày 22 tính tiếp, tức là chốt lại ở thời điểm đó cho nó chắc. Bây giờ chưa chắc được. Lỡ xui xui đang tập cái tự nhiên ông Jairo hay ông Giao hay là ông Parra mà ông bị đau một cái thôi là coi như lỡ mà chốt một cái, bây giờ mà chốt một cái là lúc đó nó không có đổi được luôn, là coi như là lại tiếp tục là đá lực về với hai tay nữa là banh xác. Nên là bán luyện là để yên đó, cứ tập đi, tập đến gần ngày rồi thì chốt lại là đẹp. Xin chào bạn Tuấn Bùi. Thành Trung mà thay cho Phan Tuấn Tài là hàng phòng ngự sẽ rất ok. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Tuấn Bùi. Xin chào bạn Nguyễn Đạo Long. Công Phượng lên tuyển mới hạ được Indo, mọi người cứ yên tâm. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Đạo Long. Xin chào bạn Sáu Nguyễn. Chào em, đội Indonesia du nhập rất nhiều cầu thủ. Cầu mong sự kiên cường của các chiến binh sao vàng với sự may mắn sẽ giúp Việt Nam có điểm. Dạ, xin cảm ơn anh Sáu Nguyễn ạ. Lo lắng đúng không ạ? Có sự lo lắng nhất định. Tuy nhiên là đội tuyển Việt Nam cũng rất là lì lợm. Thì chúng ta cùng hy vọng là sẽ có những cái thông tin vui về đội tuyển Việt Nam của chúng ta với những cái kết quả tốt. Tất nhiên, cái điều quan trọng nhất, quý khán giả thì hay hỏi Dũng là Dũng có tin là đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Indonesia hay không? Hay là có cầm hòa được ở trên sân Gelora Bung Karno hay không? Thì Dũng chỉ nói đơn giản là để mà đoán á, bản thân người Việt Nam nào mình chẳng muốn là đội tuyển sẽ giành chiến thắng. Nhưng mà Dũng á,
Thì ở cái tư cách là một người mà hay đánh sai thì Dũng chỉ mong ước rằng là chúng ta không để cho Indo họ vượt qua chúng ta ở cái trật tự trên bảng xếp hạng. Tức là ở bảng F thời điểm hiện tại là đội tuyển Việt Nam đang đứng thứ hai bảng F với 3 điểm giành được sau 2 lượt trận. Indonesia thì đang đứng ở cuối bảng, họ bằng điểm với Philippines, cùng có được 1 điểm, nhưng mà cái hiệu số phụ của họ thì do là họ thua đậm Iraq cho nên là cái hiệu số phụ họ thấp hơn cả Philippines, nên là họ đứng cuối bảng. Thì làm thế nào để cho ông Indo cũng không thể nào vượt qua được chúng ta trên cái bảng xếp hạng, trên cái thứ hạng. Tức là chúng ta kiểu gì vẫn phải đứng thứ nhì cái đã. Đó. Đó, kiểu gì thì cũng đứng thứ nhì, thế là yên tâm. Còn cái kết quả thì nếu mà đã đứng thứ nhì thì đương nhiên là kết quả nó phải tốt rồi, nhưng mình không dám dự đoán. Xin được chia sẻ với cả nhà vậy. Mình đoán hay đoán sai lắm. Xin chào bạn cựa gà thép Nhật lò cựa Bến Tre. Quang Hải cao mét bao nhiêu vậy anh Dũng? Quang Hải cao 1m67. 67 68. Lúc thì kêu là 68, lúc kêu 67. Thì Hải nếu mà Hải mà đứng với mình là bằng nhau. Đâu rồi? Đây. Xin chào bạn Xu Nguyễn. Không nên thấy Indo nhập tịch nhiều mà tự ti, họ nhập tịch nhưng vẫn chưa mạnh bằng Iraq hiện nay được. Mà Iraq lần trước phải phút bù giờ mới thắng được Việt Nam, cứ tự tin mà đá thôi. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Nguyễn Sự, cũng là một lập luận hay ạ. Xin chào bạn Long Thái, hay quá Dũng ơi, luôn like cho em. Dạ em xin cảm ơn ạ. Xin chào anh Phạm Cường. Sau khi kết thúc hành trình đi Indo và Hà Nội thì anh có dự định đi đâu tiếp theo vậy anh ơi? Mình có cái tour đi Gia Lai vào ngày 29, 30, 31 và ngày 1 tháng 4. Ngày 29 thì mình sẽ đưa đoàn du lịch lên Gia Lai. Nhưng mà thay vì là xuống sân bay, là thay vì đi về Pleiku thì mình sẽ quẹo phải đi thẳng lên Măng Đen và cho đoàn du lịch của mình tham quan, nghỉ ngơi một đêm ở resort tại Măng Đen. Sau đó thì sáng ngày hôm sau là tạm biệt Măng Đen, quay trở về Pleiku, lên thẳng Hàm Rồng để mà uống cà phê, ngắm Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai và tranh thủ là chụp hình hoặc là xin chữ ký các cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai nếu như là các thành viên trong đoàn mong muốn. Mà cái này là đương nhiên là mong muốn rồi, tại vì cái tour này thì tuy là mới chỉ thông báo có 2 ngày thôi nhưng mà đã có 5 hành khách, trong đó có một chị là sinh sống ở bên Mỹ mới bay giữa tháng này thì chị sẽ bay về và chị sẽ đăng ký đi cái tour đó. Có 2 mẹ con, trong đó có một cô là 80 tuổi. Cô bảo là mong ước lớn nhất của cô là phải lên Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai một lần trong đời. Mà bây giờ 80 rồi, nhưng mà vừa nói với con gái của cô là gọi ngay cho thằng Dũng đăng ký đi. Bằng mọi giá cô phải đi chuyến này. Rồi thêm 2 chị nữa cũng đã đăng ký, tổng là 5 người rồi. Có một bạn nam thì mình cũng mới nhận được cái thông tin mà mình sẽ gửi cho bạn ấy cái chi tiết để bạn ấy lên đường cùng với mình. Thì dự kiến là cái tour cuối tháng này là do là đi cả Gia Lai nè, xem Gia Lai đá với Khánh Hòa xong thì ngày 31 là đi về Bình Định và xem Bình Định đá với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nữa. Rồi ngày mùng 1 tháng 4 mới bay về Hà Nội hoặc là bay về Sài Gòn, tùy theo số lượng khách đăng ký là đi từ sân bay nào. Thì mình thấy là khá đông. Mình thấy là mọi người đăng ký cũng khá là hào hứng. Và cũng là một cái tour hay, trải nghiệm rất là hay. Dũng xin được chia sẻ. Cho nên là từ nay cho đến ngày 1 tháng 4 là mình làm liên tiếp 3 tour lận. Khá là mệt nhưng mà mình nghĩ rằng là thời điểm này mình cũng phải dồn lực để làm. Tại vì bóng đá thì cũng chỉ còn từ nay cho đến tháng 6 là hết. Sau đó là 3 tháng là nghỉ ngơi. Cho nên là giữa tháng 7 thì đá tới khoảng ngày 10, ngày mười mấy tháng 7 á, nhưng mà là các cái cúp quốc gia này nọ nữa thôi. Thì nó cũng không còn sức hút nữa. Và thời điểm đó thì có lẽ mình sẽ dành thời gian cho gia đình đưa đi du lịch nghỉ hè thôi, chứ còn cũng không làm tour đi được. Cho nên là bây giờ mình tranh thủ mình làm luôn ở cái thời điểm này. Thì quý khán giả nào mà quan tâm đến các cái tour đi Indo nè, rồi đi Hà Nội nè, rồi đi Gia Lai thì có thể liên hệ với Dũng qua số điện thoại của Dũng 0909 608 754. Xin chào bạn Hà Học Truyền. Có Duy Mạnh là bị phạt đền á.
Có một số những cái trận đấu của đội tuyển Việt Nam Di Mạnh đá và bạn ấy cần phải rút kinh nghiệm. Chẳng hạn như là ở cái vòng loại thứ ba FIFA World Cup năm 2022 khu vực châu Á, thì ở một loạt các cái trận đấu đội tuyển Việt Nam của chúng ta liên tiếp gặp bất lợi khi mà VAR được áp dụng. Xin được lưu ý quý khán giả là cái đó là cái World Cup trước rồi nha. Còn lúc này chúng ta mới đang đá ở cái vòng loại thứ hai World Cup thôi. Cho nên cái vòng loại thứ hai này thì không có trận đấu nào là áp dụng VAR cả. Bởi vì tại sao ạ? Tại vì không phải là quốc gia nào cũng đáp ứng được các cái tiêu chí để có thể là xài công nghệ VAR. Còn khi mà các đội tuyển đã vào tới cái vòng loại thứ ba FIFA World Cup rồi là lúc đó là bắt đầu là áp dụng VAR. Cho nên là lúc này đây thì chưa có VAR. Cho nên cái trận đấu với Indo lượt đi và lượt về, hay là trận đấu với Philippines vào tháng 6, trận đấu với Iraq vào tháng 6 cũng sẽ không áp dụng VAR. Thì đó cũng là một cái cơ hội để cho nhiều cầu thủ của chúng ta là tập dượt làm quen, nhưng mà cũng hạn chế đá xấu nha. Đá xấu đá rắn lúc này vẫn có thể là may, nếu mà may mắn thì thoát được cái sự quan sát của trọng tài. Nhưng mà bước vào vòng loại thứ ba mà chỉ cần đá tiểu xảo đá rắn, giống như trường hợp của Di Mạnh bị phạt nguội sau khi mà trọng tài ra check VAR đó, chấp quyền thi đấu và thổi penalty chúng ta, thì là phải rút kinh nghiệm, thì phải học hỏi, phải cố gắng. Nhưng mà ngược lại thì cũng vì cái vòng loại thứ hai không có VAR, cho nên là cái trận đấu ở Indonesia tới đây sẽ là một trận đấu đáng lo. Đáng lo ở đây là gì? Là tiểu xảo của Indonesia, là lối đá rắn của Indonesia sẽ làm như thế nào để gây ức chế cho cầu thủ của Việt Nam của chúng ta, cũng là một cái điều đáng lo. Cần phải lên kế hoạch để đề phòng, chứ không phải là nói là chạy lo cái gì có trọng tài. Dạ, đôi lúc lại chính là ông trọng tài lại đưa ra những cái quyết định khiến cho chúng ta bị ức chế. Không ai nói trước điều gì cả. Bởi vì đây là chúng ta sẽ đá ở sân của họ, một cái lợi thế sân nhà rất là rõ ràng của Indo. Nên là chúng ta cần phải thận trọng, cả kể cả là thận trọng với chính trọng tài đó. Xin chào bạn là Tép Lâm, theo anh thì ai sẽ thay Tuấn Anh? Anh nghiêng về trường hợp của Hoàng Đức, còn Hùng Dũng và Thái Sơn sẽ kéo lùi lại, kéo lùi sâu để hỗ trợ phòng ngự. Xin chào chị Thu Diễm, bạn Nguyễn Sen. Anh Dũng ơi, theo anh nghĩ có lúc nào khóa 1, khóa 2 Hoàng Anh Gia Lai sau về lại Hoàng Anh Gia Lai cùng nhau thi đấu để lấy huy chương V-League không anh? Xin cảm ơn bạn Nguyễn Sen. Mình chia sẻ nha, tức là cái cảm nhận của Dũng á, thì họ không cùng nhau về. Sau này sẽ có một số trường hợp có thể là trở về, nhưng sẽ không có chuyện là tất cả cùng nhau về. Bởi vì cái cảm nhận của mình, cái suy nghĩ của mình. Nói tóm lại là cả nhà cứ để ý cái cách họ nói chuyện, cách cầu thủ nào nói chuyện, các bạn sẽ biết là cái tình cảm dành cho Hoàng Gia Lai nhiều hay ít từ cái cách nói chuyện của từng cầu thủ. Thì mình có đủ cái thời gian ngồi với họ rất 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 là nhiều lần trước khi họ chia tay đội bóng. Rồi sau này cũng có những cái dịp để tiếp xúc với họ. Tất nhiên là còn không còn nhiều nữa, khi họ không còn ở Hoàng Gia Lai thì mình sẽ không tiếp xúc nhiều nữa. Nhưng mà mình có cái cảm nhận đó là có những người có thể sẽ trở về, nhưng có những người sẽ không về. Còn tự nhiên nha, không biết là mọi người nghĩ như thế nào. Sao trong đầu của Dũng có một cái thời điểm Dũng lại nghĩ đến có một cầu thủ mà trước đây chúng ta chắc là nhớ đến một loạt các cái bài viết, một cái câu chuyện để nói về một cầu thủ đó. Một người ăn tập và trưởng thành từ lò Hoàng Anh Gia Lai, nhưng cái số phận lại khiến cho bạn ấy chưa bao giờ đá cho Hoàng Anh Gia Lai. Thì mình nghĩ rằng, ơi, biết đâu trong một thì tương lai nào đó Lê Phạm Thành Long sẽ quay trở về Hoàng Anh Gia Lai, lần này thì sẽ chính thức là đá cho Hoàng Anh Gia Lai. Mình lại nghĩ đến cầu thủ này, mình không hiểu, nhưng có lẽ do cái khoảng thời gian làm nghề của mình, đôi lúc mình lại có những cái thời điểm đang làm một cái câu chuyện gì đó, xong tự nhiên mình nghĩ một đến một cái nhân vật nào đó, thì sau đó cái nhân vật đó lại bỗng nhiên lại xuất hiện trên thông tin theo một cái câu chuyện gì đó. Chẳng hạn như là cách đây có mấy ngày thôi, mình kể cho cả nhà nghe một câu chuyện. Mình chở con của mình đi học vào buổi sáng, sau đó mình quay trở về lại quận 7. Mình đi ăn sáng.
ăn sáng xong là mình sẽ đi giao đồ, mình đi đóng gói quần áo để mình giày dép rồi mình đi ship cho khách. Sau đó là mình sẽ đi tập, mình tập chữa trị cột sống với lại cổ. Thì là lúc mà mình đang ăn sáng thì trong đầu của mình tự nhiên lại bất giác là nghĩ đến anh Trần Công Minh. Cái tự nhiên trong đầu mình đang ngồi ăn hủ tiếu, mình ngồi mình nghĩ, ủa, cái anh Trần Công Minh sao lâu lắm rồi không thấy, không nghe nhắc gì đến nhỉ, không biết là anh này anh đang làm gì ở Đồng Tháp ta. Mình chỉ suy nghĩ như vậy thôi, mình chỉ đơn giản là liên tưởng đến, tức là không hề có một cái dữ kiện nào để nhắc đến anh Trần Công Minh. Cái tự nhiên mình suy nghĩ là ủa sao cái anh này lâu rồi không thấy. Cái mình đi lên nhà, mình đi tập, mình đi giao đồ xong mình bắt đầu đi tập. Thì trong lúc mà mình đang tập thì có một bạn, bạn ấy chat Facebook với mình. Bạn này là một trong những người mà hay thông tin về bóng đá với mình, hay trò chuyện với mình. Thì tự nhiên bạn ấy gửi cho mình một cái link, trong đó có thông báo về cái việc là anh Trần Công Minh dẫn dắt câu lạc bộ Đại học Văn Hiến ở giải hạng nhì quốc gia. Mình giật mình luôn. Mình giật mình và mình chat lại với bạn đó liền. Mình bảo là bà mẹ nó, tao nói với mày là nãy giờ tao mới ăn sáng, lúc nãy tao đang suy nghĩ về cái tên anh Trần Công Minh, cái tự nhiên giờ mày đưa tao cái link tao bị giật mình, kiểu mình hoảng hồn luôn á, kiểu mình bị, mình bảo ủa sao mà tự nhiên, sao mà bất ngờ vậy, tức là tự nhiên trước đó mình chẳng có hiểu là mình tại sao mình lại nghĩ đến anh Trần Công Minh đâu rồi, đang làm bóng đá gì. Đùng cái một lúc sau tự nhiên đã có một cái thông tin liên quan đến anh Trần Công Minh. Cho nên là buổi chiều ngày hôm nay khi mà mình đang lái xe thì tự nhiên bất giác mình lại nghĩ đến cái câu chuyện là, tại vì có lẽ mấy ngày hôm nay mình ảnh hưởng rất là nhiều về cái chuyện là Tuấn Anh chia tay Hoàng Anh Gia Lai. Rồi mai này ai sẽ về với Hoàng Anh Gia Lai? Cái tự nhiên mình nghĩ đến Lê Phạm Thành Long. Không biết là sau này Lê Phạm Thành Long có quay về Hoàng Anh Gia Lai và lần này bạn ấy sẽ được thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai hay không? Đó là một thì tương lai mà biết đâu nó lại xảy ra. Tại vì tự nhiên những cái suy nghĩ như vậy mà nó đến, ập đến như vậy, nó hoàn toàn có thể xảy ra. Nói chung là rất là khó để lý giải được. Xin chào anh Nguyễn Đạo Long, đọc lại số điện thoại cái em. Số điện thoại của em 0909608754. Dạ, đây là số về đầy đủ tư vấn đầy đủ về du lịch cũng như là các trang phục thể thao mà Dũng đang mở bán á. Quý khán giả nào mà quan tâm đến những chiếc áo của đội tuyển Việt Nam hay là câu lạc bộ như là Công an Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai thì có thể là liên hệ với Dũng á. Dũng có đầy đủ các cái trang phục chính hãng á, tất cả đều là chính hãng. Ngoài ra còn có các cái giày, từ giày đá banh chính hãng cho đến những đôi giày tập thể thao, chạy bộ, chơi tennis, có đầy đủ hết á. Giá thì cũng rất là đa dạng, từ 800-900 ngàn một đôi giày của các thương hiệu ở Việt Nam cho đến những đôi giày của Nike, Adidas 2-3 triệu, 4-5 triệu. Thậm chí là sáng ngày hôm nay thì mới chốt một cái đơn hàng một đôi giày Adidas chạy bộ siêu xịn sò luôn, giá là 5,5 triệu. Khách mua là mua một nốt nhạc. Nên là quý khán giả nào quan tâm thì có thể liên hệ với Dũng ạ. Xin chào bạn Võ Lương Bằng ạ, bạn Trương Toàn. Patrick Lê Giang có bị Công an Hà Nội đòi về không Dũng? Dạ không ạ, Công an Hà Nội họ để Lê Giang lại để tiếp tục đóng góp cho câu lạc bộ thành phố rồi ạ. Anh cứ yên tâm ạ. Xin chào bạn Vũ Mạnh, bạn Dũng Trần. Xin chào bạn Trần Bảo, có A Sầm còn hơn không? Đây, anh Vũ Tiến Thành. Trong khi đang xem livestream của mình, anh Thành vừa nhắn 22:04, media đưa tin sai, Sầm Ngọc Đức về chơi cho Công an Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai lực lượng ổn rồi em. Đây, anh Thành nhắn 22:04, bây giờ là 22:18. Lúc này anh Thành đang xem livestream của mình. Xin chào bạn Mạc Dương, vòng loại ở Indo có va không Dũng? Dạ, nguyên cái vòng loại thứ hai này không có ở đâu có va đó. Xin chào bạn Ngọc Nguyễn, Indo buộc phải thắng mới có cơ hội đi tiếp. Việt Nam chỉ cần tiếp cận trận tới với tỷ số hòa thì lượt về Indo thua thôi.
Dạ cũng hay ạ. Xin chào bạn Minh Tâm, chào Dũng, chúc Dũng cùng gia đình vui vẻ nhé. Mình thấy trận Việt Nam Indo sắp tới đợt này, mình thấy Việt Nam yếu hơn đội bạn, nhưng mình hy vọng Việt Nam sẽ đem về hạnh phúc cho người hâm mộ Việt Nam. Xin cảm ơn bạn Minh Tâm ạ. Bạn Sơn Nguyễn 1976, danh sách đội tuyển Việt Nam có thể thay đổi được nữa không Dũng nhỉ? Vì qua anh các trận cúp quốc gia chiều nay, huấn luyện viên Tuchel phát hiện thêm các cầu thủ chơi hay, muốn gọi thêm được không Dũng? Cảm ơn Dũng. Dạ em xin cảm ơn ạ. Cũng có thể ạ. Nhưng mà cái xác suất thì Dũng nghĩ là nó hơi thấp. Vì lúc này thì cũng lực lượng lên là để đá chứ không phải là lên để tập nữa. Cho nên là kể cả các bạn kia có đá hay thì có thể là ông Tuchel ông ấy sẽ ghi nhận lại để dành cho ví dụ cái đợt tháng 6 chẳng hạn. Nếu trong trường hợp là có kết quả tốt trước Indo nha, thì ông còn tại vị đến tháng 6. Chứ còn thời điểm này thì không kịp, Dũng nghĩ là không kịp để mà bổ sung những nhân tố mới đâu ạ. Xin chào bạn Tân Nguyễn, Hữu Tấn của Nam Định đi câu lạc bộ nào vậy em? Dạ, Hữu Tấn ạ, Hữu Tấn vẫn đang ở Nam Định ạ, không đi đâu ạ. Xin chào anh Trung Đào, bạn Bạch Văn Tùng Bình. Lần đầu xem trực tiếp mặc dù không bỏ lỡ bất cứ video nào. Chú chào cháu Dũng nha. Dạ con chào chú ạ. Con cảm ơn chú luôn ủng hộ. Không xem trực tiếp mọi người vẫn có thể xem lại ạ. Bởi vì vẫn tính view ạ. Cái điều quan trọng nhất là mọi người xem đi xem lại. Cứ một lượt xem là một lượt view. Cái đó mới là cái quyết định đến cái tài chính cho cái kênh YouTube ạ. Nói thiệt với quý khán giả là YouTube thì họ bật kiếm tiền. Nghe ai mọi người nghe là câu chuyện là kiếm tiền trên YouTube thì dễ dàng lắm đúng không ạ? Nhưng mà mồ hôi sôi nước mắt đó. 1 triệu view họ trả cho có $400 thôi ạ, là khoảng 800 là 8 triệu đồng. 1 triệu view mới được 8 triệu đồng ạ. Thì bình quân mà Dũng cày cuốc nhiều trong một tháng thì được khoảng 2 triệu rưỡi view là cao. Tức là khoảng được 20 triệu đồng thu nhập đó để trang trải cho các chuyến đi tác nghiệp, thì 20 triệu là cũng phải dè sẻn rất nhiều, nên là một lượt view nó quý như vàng á. Xin được cảm ơn quý khán giả như chú Bình mà cứ xem đi xem lại là Dũng vui, chú Năm xem đi xem lại là Dũng vui rồi. Xem xong rồi lâu thoát ra một chút nữa buồn buồn lại bật lên xem tiếp chẳng hạn, nó cũng tính là view đó. Ở Việt Nam mình thì bị chấm YouTube là thấp tiền nhất thế giới. Trong các quốc gia là thấp nhất thế giới. Tức là nguyên trong một cái group khoảng 100 nước là cái thuộc hạng thấp. Một số những quốc gia mà gọi là dân số họ ít thì cái chấm tiền YouTube lại rất cao. Chẳng hạn như là ở Na Uy, ở Đan Mạch, ở Thụy Điển. Đây là những cái quốc gia mà tiền YouTube được chấm rất là cao. 1 triệu view thì có thể được mấy ngàn đô. Tức là cả 100 triệu đồng tiền Việt Nam. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì 1 triệu view mới được có mấy triệu đồng tiền Việt thôi. Thấp lắm. Xin chào bạn Quốc Bảo. Dạ anh Dũng ơi, ở Nutifood GMG ngoài thầy Zoom còn có huấn luyện viên Phan Duric nữa. Lấy vợ Việt Nam thì có về Hoàng Anh Gia Lai không ạ? Xin được chia sẻ là cái đề xuất của anh Vũ Tiến Thành là lấy ông Zoom về để làm công tác đào tạo trẻ. Nhưng mà chắc là không được đâu. Vì thứ nhất là ông Zoom sẽ lấy lương rất là cao. Lấy lương bèo bèo cũng phải bằng với cái lương ở GMG. Mà lương GMG thì huấn luyện viên Guillaume Gracien nhận cả mấy 7.000 đô thì phải 6-7.000 đô la một tháng. Đây là một cái khoản tiền rất là cao. Một cái mức lương như vậy thì Hoàng Gia Lai họ khó mà đáp ứng được. Với huấn luyện viên Frank Duric cũng vậy. Tại vì cái đây là cái gói lương cơ bản ở bên lò GMG rồi. Huấn luyện viên Frank Duric hôm vừa rồi mới bay cùng với các thành viên trong đoàn du lịch của mình từ Gia Lai về lại Sài Gòn đó. Về trường hợp của Zoom thì nếu trong trường hợp mà không làm với Hoàng Anh Gia Lai thì lúc này đây Zoom đang nhận được một cái lời mời đến từ câu lạc bộ BKMX Bình Dương để về làm đào tạo trẻ. Có thể là Bình Dương sẽ chấp nhận một cái mức lương cao như vậy để mời huấn luyện viên Zoom về. Có lẽ đây cũng là một cái sự tư vấn từ anh Trí. Hiện tại anh Trí đang là phiên dịch của câu lạc bộ BKMX Bình Dương.
Anh Trí chắc cả nhà cũng nhớ người phiên dịch của thầy Zoom hồi trước, khi mà lứa Công Vượng Tuấn Anh sân trường mới ra ràng đó, thì anh Trí là người phiên dịch đó. Thì bây giờ anh ấy đang làm ở BKMX Bình Dương, vì anh ấy phiên dịch cho các cầu thủ của BKMX Bình Dương, các cầu thủ ngoại mà đến từ Pháp và nói tiếng Pháp, cho nên là anh ấy dịch qua tiếng Pháp. Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức truyền đạt cái gì thì anh Trí dịch tiếng Pháp ra cho mấy bạn kia hiểu đó. Thì lúc này anh Trí đang làm, và có lẽ là đây là cái lời giới thiệu của anh Trí. Xin chào bạn Nguyễn Kiên, Sầm Ngọc Đức về Hoàng Anh Gia Lai mà Dũng, hay lại có sự thay đổi? Dạ, Dũng xin được chia sẻ với quý khán giả là từ tất cả các chương trình trong suốt thời gian vừa qua, Dũng đều khẳng định là Sầm Ngọc Đức về Công an Hà Nội. Dạ, vì những thông tin Dũng nhận là trực tiếp từ anh Trần Tiến Đại và anh Vũ Tiến Thành, lời khẳng định. Chứ còn các bạn đọc báo thì nói đủ thứ hết không? Là Lê Giang thì chia tay. Hôm vừa rồi đó, các cổ động viên của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sáng ra đứng ngay trước cửa khách sạn của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa cho cả hai cầu thủ Patrick Lê Giang và Sầm Ngọc Đức. Vì nghĩ rằng là cả hai sẽ chia tay, nhưng mà cuối cùng thì mình đã hỏi lại anh Đại, thì anh Đại khẳng định là Công an Hà Nội đồng ý để Lê Giang tiếp tục ở lại thi đấu cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đến hết mùa giải này. Có Sầm Ngọc Đức là anh sắc anh lấy về, nhưng mà anh lấy về để anh dùng chứ không phải anh lấy về rồi đội đi cho Hoàng Anh Gia Lai mượn. Xin chào bạn Nguyễn Hiệu. Anh ơi, nghe nói chấn thương của Bùi Hoàng Việt Anh đang ảnh hưởng đến việc ăn uống, theo anh có sao không? Xin cảm ơn bạn Nguyễn Hiệu. Chắc chắn rồi, ngay cái rách ở miệng thì ăn uống sẽ bị khó khăn, chắc chắn là như vậy. Có thể là phải kết hợp dùng thêm những cái thực phẩm chức năng, những cái loại dinh dưỡng mà dễ nuốt, có thể là uống thêm sữa này nọ. Cái này thì bạn ấy cùng với gia đình của bạn ấy có thể có những cái phương án để giải quyết cái vấn đề về ăn uống. Cũng nghe nói là một tuần nữa là rút chỉ, cắt chỉ. Sợ, nhìn cái hình ớn thiệt. Xin chào bạn Trương Văn Khải. Anh Dũng, khi nào Hoàng Anh Gia Lai đã được về với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vậy anh? Cảm ơn anh nhiều. Lúc này không có lịch em ạ. Lúc này lịch V-League dừng lại hết, bắt đầu từ vòng 15. Có hai trận đấu vào cuối tháng này và đầu tháng 4. Đó là trận Hoàng Anh Gia Lai đá với Khánh Hòa, và vào ngày 4 hay ngày 5 tháng 4 sẽ đá với Quảng Nam ở trên sân Hòa Xuân Đà Nẵng nữa. Là sau đó hai cái vòng 14-15 khép lại, thì lúc đó lại đến lượt đội tuyển U23 Hội Quân. V-League lại bị ảnh hưởng bởi cái lực lượng của cái giải của U23 nữa. Cho nên là lúc này thì ban tổ chức họ chưa có xếp cái lịch tiếp theo. Từ vòng 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 là chưa xếp. Chưa có lịch cụ thể. Lại phải chờ. Phải chờ xem là họ xếp lại là cái lịch như thế nào, rồi chúng ta mới biết được là khi nào thì Gia Lai đá với thành phố chẳng hạn. Cũng là một cái bất tiện, bất lợi thì. Mình thấy có một cái điểm rất là hay của huấn luyện viên Philippe Toussaint, đó là ông ủng hộ cho cái việc là phải ưu tiên cho cái giải vô địch quốc gia, thay vì là cái gì cũng dồn hết cho đội tuyển, trong khi là cái giải trong nước thì liên tục bị gián đoạn và bị ảnh hưởng, và nó ảnh hưởng luôn đến cái tài chính của nhiều câu lạc bộ. Bởi vì càng kéo dài thì trả tiền cho các cầu thủ ngoại cứ theo tháng mà, thì càng tốn kém nhiều, rất là mệt mỏi. Cho nên là ông Toussaint, ông ấy đã bày tỏ rõ cái quan điểm với Liên đoàn bóng đá Việt Nam là bây giờ các cái đợt hội quân của đội tuyển thì cố gắng là trong 7-8 ngày thôi, thậm chí là 5-6 ngày cũng được, 5 ngày cũng được. Hội quân xong là 5 ngày sau là đi đá giải đã được rồi, để tránh bị ảnh hưởng đến cái lịch thi đấu của V-League và các cái giải đấu quốc nội, tránh ảnh hưởng đến các câu lạc bộ. Xin chào bạn Sơn Trà. Việt Nam mà đá với Hà Lan buồn lắm, họ nhập tịch quá nhiều. Đây là cái câu nói của bạn Duy Mạnh đúng không? Xin chào anh Trung Đào, hai vlog ngoài đường pit.
Nếu ngày 21 tháng 3 Việt Nam mà thắng thì Mr. Dũng nhớ mang về một con rồng Komodo nhé. Ồ, nó bự lắm anh ơi. Hồi hồi trước em đã có dịp được đi xem con rồng Komodo này rồi. Hồi đó là năm 2011, khi mà Việt Nam của chúng ta sang Indonesia để tham dự cái SEA Games tổ chức tại Jakarta, Palembang với một thành phố nữa. Thì mình, Dũng là được phân công để phụ trách tất cả các môn thể thao cũng như là đặc biệt là bóng đá diễn ra tại Jakarta. Thì thường là buổi chiều các cái môn thể thao thi đấu, buổi tối thì bóng đá mới đá. Mà những cái ngày mà tập luyện á, để đá với đội này đá đội kia ở SEA Games á, thì nhai đi nhai lại cũng có mấy bài à. Cho nên là có một bữa thì Dũng cũng đã rủ một người anh, lúc đó là làm bên VTC, anh Khoa đang làm cái tờ 24 giờ đó, thể thao 24 giờ đó của VTC. Thì là mới hỏi anh là: "Ủa anh, đi đi coi con rồng Komodo không?" Thì trước đến giờ toàn nghe Indo, toàn nghe coi qua mấy cái chương trình trên truyền hình á, mấy cái phóng sự, mấy cái tư liệu á, nói về cái con rồng Komodo này. Bây giờ anh em mình đi kiếm nó đi, đi coi tận mắt đi. Cái ông anh, ông này ông cũng rất là khoái kiểu khám phá, ông kêu ok ok. Thế hai thằng mới search Google thì mới biết là nuôi ở cái công viên quốc gia tại Indonesia. Thì lúc đó là mấy anh em bảo ok, book taxi, gọi taxi xong lên đường. Thế là lên đường cách 7 cây số thôi, từ cái khách sạn đó, khách sạn của đoàn phóng viên ở 7 cây số đến cái công viên đó. Và đi vòng 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 đi hoài, không biết là cái con rồng Komodo thì nó nằm ở cái chuồng nào. Cuối cùng là bực bội quá, cái đưa lấy cái hình trên Google ra đưa cho cái mấy cái khách mà họ cũng đi tham quan ở công viên đó, ở cái sở thú đó. Thế là họ thấy cái, họ chỉ cho ngay trước mặt mình luôn. Là lúc đó mình mới biết đi đến là nó giống như là cái chuồng mà ở sở thú mình đó, là cái mà nuôi hạ mã đó, là có nước ở dưới rồi có những cái ống, những cái ổ này nọ mà nó làm bự lắm. Cái chỗ đó nó bự, nó có cả những cái hòn non bộ ở trong nữa. Ôi ôi, kiếm hoài không thấy. Lúc sau cái, tại vì cái màu của cái da của cái con rồng Komodo nó cũng khá tệt với cái màu cái đất ở đó, ở cái chỗ đó. Đến lúc mà bắt đầu nó bò rồi mình mới thấy, nó đứng lên nó bò, mình thấy trời ơi nó bự, nó bự như con cá sấu vậy đó. Mà cái tướng của nó bò này buồn cười lắm, nhìn hay lắm. Hai anh em chụp ảnh liên tục luôn. Sau đó mình gọi về tòa soạn, mình báo là cho em viết một bài đi xem rồng Komodo. Trước khi mà lúc đó là U23 Việt Nam chuẩn bị đá với đội nào á, thì làm một cái trải nghiệm như vậy và mình chụp hình. Ồ, quá đã luôn. Tòa soạn bảo ok, viết đi, cho mày viết một trang luôn. Thế là hôm đó mình làm một cái phóng sự tôi đi xem rồng Komodo dành cho cái chuyên mục của SEA Games năm đó của báo Người Lao Động. Rất là hay. Nên là lần này mình cũng sẽ đưa đoàn du khách của mình lần này cũng đi coi em rồng Komodo này. Lúc ngoài đường Pit, rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả đã làm cả nhà mất thời gian, nhưng mà livestream ngày hôm nay cũng đã hơn một tiếng đồng hồ rồi. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Chúc cả nhà một buổi tối thật là ngon giấc. Bây giờ cũng 10:30 rồi. Hẹn gặp lại cả nhà trong các chương trình bình luận tiếp theo vào ngày mai. Trưa mai mình lại có hẹn với chính Sầm Ngọc Đức đi ăn cơm trưa. Sáng ngày mai có lẽ mình sẽ cố gắng livestream vào khoảng 9:30, 10 giờ sáng mai, trước khi mà mình ghé bên quận 3 để cùng với Lê Văn Sơn và Sầm Ngọc Đức đi ăn trưa. Tại vì mốt thì Văn Sơn cũng bay về Gia Lai rồi. Sau đó thì chiều mai thì mình sẽ đi Long An tác nghiệp trận đấu giữa câu lạc bộ Long An và BKMX Bình Dương. Hy vọng là sẽ tiếp tục được xem Nguyễn Tiến Linh tỏa sáng. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của cả nhà. Ngày mai chắc chắn là sẽ có những đoạn clip thú vị để gửi đến cho quý khán giả. Còn bây giờ thì Dũng xin được gửi lời chào tạm biệt. Chúc cả nhà một buổi tối thật là ngon giấc. Hẹn gặp lại cả nhà. Xin được cảm ơn Lop Manto luôn đồng hành cùng với Lop Ngoài Đường Pit trong các chương trình tác nghiệp về bóng đá Việt Nam. Tặng ngay đi lấy lọc tinh xỉu khi mua 4 lốc sữa Lop Manto. Nhanh lên!